Số 319. Đại Thánh Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, Quyển Trung. Khi ấy, Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Từ Thị, nay ông hãy về Trang Nghiêm Pháp Tòa, ta sẽ thăng tòa nói về ý vui, tu các hạnh tiện xảo, phát sinh các công đức trang nghiêm cõi Phật, tu hướng chánh hạnh pháp môn thuở xưa. Bồ Tát Từ Thị liền nghĩ, vì nghĩa gì mà Na Như Lai sai ta trang nghiêm Pháp Tòa, sao không sai A Nan Đà, Đại Mục Kiền Liên? Tại sao lại sẽ bỏ các thanh văn duyên giác mà chỉ nói cho các Bồ Tát thanh tịnh? Các vị ấy không phải là pháp khí của pháp môn này ư? Vì các Bồ Tát cho nên mới sai ta trải tòa. Lúc đó, Đại Bồ Tát Từ Thị vận thần thông hiện thành, hiện hành cảnh giới. Từ thần thông này hóa tòa sư tử có 40.000 na do tha, dùng vô lượng báu trang nghiêm xung quanh, dùng thiên diệu y trải lên trên, y ấy mềm mại, hễ ai sờ vào đều được an lạc. Từ nơi tòa ấy phát ra đủ loại ánh sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Khi ấy Đức Như Lai từ chỗ ngồi đứng dậy thăng tòa, tam thiên đại thiên thế giới sáu cách chấn động rất là khác thường. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì sở nguyện mới được đầy đủ. 1. Ý vui hướng đến Bồ Đề. 2. Khởi tâm thương xót đối với các hữu tình. 3. Phát khởi tinh tấn. 4. Thân cận thiện tri thức. Bồ Tát nhờ thành tựu bốn pháp này nên đạt nguyện được viên mãn. Lại nữa này, Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu một pháp, đại nguyện không thoái, thành tựu quốc độ thanh tịnh. Pháp đó Bồ Tát nên học, vì các Bồ Tát mà bất động Như Lai xưa đã tu hành phát thệ nguyện, nơi ta sinh ra, nếu không xuất gia thì là khi dối mười phương chư Phật. Này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát phải nên tùy thuận mà học, hoặc Phật ra đời, hoặc không ra đời, tất cả chỗ sinh ra, thấy đều quyết định, rời nhà xuất gia. Vì sao? Vì các Bồ Tát là người lợi ích tối thắng, đó gọi là xuất gia. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ưa xuất gia thì có khả năng nhiếp thủ 10 thứ công đức. 1. Không đắm trước các dục. 2. Thích ở chỗ A-la nhã. 3. Thực hành hạnh của Phật. 4. Không đắm trước vợ con, thấm đắm của cải. 5. Lìa hành pháp các thú. 6. Học tập hành pháp thiện thú. 7. Có khả năng thành tựu thiện căn. 8. Hay tích tập thiện căn không bị tán mất. 9. Được chư thiên khen ngợi. 10. Thường được phi nhân ủng hộ. Xá Lợi Phất, người ưa xuất gia có thể nhiếp thủ 10 thứ công đức như vậy. Thế nên này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát muốn cầu chánh giác, muốn giải thoát hữu tình, thì phải thường ưa xuất gia. Đây gọi là một pháp thành tựu đại nguyện không thoái, được tùy ý vui cõi Phật thanh tịnh. Lại nữa này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu hai pháp đại nguyện không thoái, tùy theo ý vui cõi Phật thanh tịnh. Thế nào là hai? Bồ Tát không thích cầu thanh văn, không thích cầu thanh văn thừa, không thích nghe thanh văn nói pháp, không thích thân cận thanh văn thừa, không học luật nghi giới của thanh văn, không thích nói pháp tương ứng với thanh văn thừa, cũng không khuyến khích người khác hành thanh văn thừa. Đối với duyên giác cũng là như vậy, mà chỉ vì khuyến khích hữu tình thành tựu tối thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là hai pháp. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát khuyến phát người khác hướng đến Phật thừa, thì Bồ Tát này có thể nhiếp thủ 10 thứ công đức. 1. Nhiếp thủ cõi Phật không có thanh văn duyên giác. 2. Thuần nhất chúng Bồ Tát thanh tịnh. 3. Được chư Phật Thế Tôn hộ niệm. 4. Được chư Phật xưng danh tán thán mà vì nói pháp. 5. Khởi tâm rộng lớn đối với tất cả mọi việc. 6. Nếu sinh lên cõi trời thì làm Đế Thích hoặc Phạm Thiên Vương. 7. Nếu sinh trong loài người thì làm Chuyển Luân Thánh Vương. 8. Thường thấy chư Phật không xa lìa. 9. Được trời người thương mến. 10. Quyến thuộc không bị phá hoại và được vô lượng phước tụ. Vì sao này Xá Lợi Phất, nếu có thể khuyến các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều được quả A-la-hán hay địa vị duyên giác. Nếu lại có người khuyến khích một hữu tình đến Phật Bồ Đề, công đức của người này nhiều hơn người kia. Vì sao này Xá Lợi Phất, nếu thanh văn duyên giác xuất hiện ở đời, thì làm cho Phật chủng bị gián đoạn. Nếu Phật Như Lai không xuất hiện ở đời, thì cũng không có thanh văn duyên giác. Này Xá Lợi Phất, do Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời, cho nên khiến Phật chủng không bị gián đoạn, do đó mà có thanh văn duyên giác hiện diện. Này Xá Lợi Phất, do khuyến phát người khác trụ tâm Bồ Đề,
nên được mười thứ công đức như vậy, đại nguyện không thoái, tùy ý vui được cõi Phật thanh tịnh. Lại nữa này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu ba pháp đại nguyện không thoái chuyển, giúp thủ công đức trang nghiêm cõi Phật. Một, tôn trọng người ở A Lăng Nhã. Hai, hành pháp thí không có mong cầu. Ba, an trụ tịnh giới luật nghi. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ vào tịnh giới luật nghi được mười thứ vô ý. Một, vào sấm làng không sợ. Hai, nói pháp giữa chúng không sợ. Ba, ăn uống không sợ. Bốn, rời sấm làng không sợ. Năm, vào chùa không sợ. Sáu, vào tăng chúng không sợ. Bảy, an tọa không sợ. Tám, đến hòa thượng A Sa Lê không sợ. Chín, răng dạy đại chúng trụ tâm từ không sợ. Mười, thọ dụng y phục ăn uống ngoại cụ thuốc thang và các vật dụng khác không sợ. Này Xá Lợi Phất, an trụ vào tịnh giới luật nghi được mười thứ công đức như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thuyết pháp tâm không mong cầu thì có thể nhiếp thủ mười thứ công đức. Một, không vì muốn nhiều. Hai, không mong người khác biết đến. Ba, không cầu danh tiếng. Bốn, tâm không đấm trước vào nhà thí chủ. Năm, không đấm trước dòng họ giàu có. Sáu, đối với thô tế phải biết tri túc. Bảy, chư thiên đến không sinh kiêu mạn. Tám, không thoái chuyển khi tác ý quán Phật. Chín, dạy dỗ người khác được người tính thọ. Mười, khởi tâm niệm Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thí pháp tâm không mong cầu được mười thứ công đức như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tôn kính người trụ A Lan Nhã thì có thể thành tựu mười thứ công đức. Một, xa lìa sự bàn luận vô ích. Hai, ưa thích vắng lặng. Ba, tâm nương cảnh định. Bốn, không kinh doanh các việc. Năm, kính mến chư Phật. Sáu, không xả thiền định hỷ lạc. Bảy, khi tu phạm hạnh không có chướng ngại. Tám, chứng tam ma địa ít có dụng công. Chín, giáo hóa pháp danh cú văn thân chưa bao giờ quên mất. Mười, những pháp nghĩa đã nghe thể đều hiểu rõ. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tôn trọng người trụ A La Nhã được mười thứ công đức như vậy, để Bồ Tát thực thành tựu ba pháp đại nguyện không thoái, tùy ý vui được cõi Phật thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu bốn pháp đại nguyện không thoái chuyển, tùy ý vui được cõi Phật thanh tịnh. Một, nói lời chân thật như thuyết tu hành. Hai, thường tự khiêm hạ dứt trừ ngã mạn. Ba, xa lìa sang tham tật đố. Bốn, thấy người khác giàu có tâm sinh hoan hỷ. Như vậy gọi là thành tựu bốn pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nói đúng như thật có bốn thứ công đức. Một, trong miệng thường thoảng mùi hương hoa sen xanh. Hai, ngữ nghiệp thanh tịnh, ngôn từ vô ngại. Ba, làm mực thước cho hàng trời người. Bốn, nhiếp thụ âm thanh viên mãn của chư Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nói như thật được bốn thứ công đức như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát khiêm hạ có bốn thứ công đức. Một, xa lìa ác thú, không thọ thân của các loài bàn sinh như lừa, trâu, ngựa, chó. Hai, không bị khinh hủy. Ba, bàn ác giặc oán không thể xâm lấn. Bốn, thường được trời người cung kính lễ bái. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát khiêm hạ được bốn thứ công đức như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát xa lìa sang tham tật đố được bốn thứ công đức. Một, không quên xả tâm. Hai, làm đại thí chủ đối với người đói khát. Ba, thường không đóng cửa. Bốn, hiểu được luật nghi đối với người thí, người thọ không sinh tật đố. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát xa lìa sang tham tật đố được bốn thứ công đức như vậy. Là nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thấy người khác giàu có tâm sinh hoan hỷ có bốn thứ công đức. Một, thường khởi tâm này vì các hữu tình mà mặc giáp trụ, khiến cho họ được vui thích. Những hữu tình ấy đã tự dùng phước của mình và sức của mình để được tài bảo mà thọ an lạc, như vậy làm cho ta càng sinh hoan hỷ gấp bội. Hai, tất cả tài vật không bị các nạn vua, nước lửa, giặc cướp, bản ác chiếm đoạt. Ba, tùy nơi sinh ra, tài bảo trai gái và các quyến thuộc thể đều đầy đủ, đế vương còn hoan hỷ thay, huống nữa là những người khác.
bốn của cải giàu có, thọ dụng không cùng. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thấy người khác giàu có, tâm sinh hoan hỷ được bốn thứ công đức như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu năm pháp, đại nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh. Một là Bồ Tát vì muốn cõi Phật thanh tịnh thành tựu trang nghiêm, thì phải nên cầu pháp. Khi đã được nghe pháp rồi, thì thưa hỏi rằng, Bồ Tát làm thế nào để thành tựu công đức trang nghiêm như vậy? Được nghe rồi thì như thuyết tu hành, cầu chứng thật tướng chân như. Lại nữa, này Xá Lợi Phất. Hai là Bồ Tát muốn phát nguyện sinh vào cõi Phật thanh tịnh, thì phải thọ trì luật nghi thanh tịnh. Từ luật nghi đó, tùy theo ý nguyện bài quyết định được sinh vào cõi Phật thanh tịnh, rồi thì nên quan sát cõi ấy, nắm bắt tướng trạng, các món trang nghiêm, thanh văn Bồ Tát đại chúng thọ dụng đầy đủ. Đã được thấy rồi, xin lòng cung kính sâu xa đến Phật chắp tay hỏi pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, ba là Bồ Tát nắm giữ công đức trang nghiêm rộng lớn ở cõi Phật. Đức Phật Thế Tôn ấy biết được ý vui tăng thượng đó, tức liền vì nói pháp. Do Phật nói pháp cho nên được thành tựu công đức trang nghiêm, cõi Phật rộng lớn, được nghe pháp rồi như lời dạy tu hành. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, bốn là Bồ Tát đối với sự, đối với trí khiến được thanh tịnh, xa lìa phi pháp. Thế nào là sự, thế nào là trí? Đối với năng duyên và sở duyên, xa lìa trí thanh văn duyên giác, gọi đó là trí. Khi nghe pháp rồi mà tu hành thì gọi là, thì gọi đó là sự. Lại nữa, nơi Xá Lợi Phất, năm là Bồ Tát biết tự tánh Phật và tự tánh quốc độ. Thế nào là tự tánh Phật, thế nào là tự tánh quốc độ? Phật và quốc độ chỉ có tên gọi, biết được tên gọi ấy là thanh tịnh, do biết được như vậy cho nên không sinh chấp trước. Như vậy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu năm pháp, đại nguyện không toái, tùy theo ý vui, được cõi Phật thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu sáu pháp, chống thành, chánh đẳng, chánh giác, siêu việt tất cả thế gian, nắm giữ cõi Phật thanh tịnh. Một là, Bồ Tát này làm đại thí chủ thực hành xả thí, thấy tất cả những vật được yêu chuộng luyến tiếc như trân báu mà sinh xấu hổ, tất cả đều hoan hỷ phấn khởi xả thí. Lại nghĩ như vậy, ta hành đại thí viên mãn đại thừa, ta sẽ đầy đủ bồ đề vô thượng. Rồi lại nghĩ tiếp, không nên đem phần nhỏ nhoi này mà có thể thành vô thượng chánh giác. Nghĩ như vậy rồi liền đem bố thí hết tất cả, cho đến cả thân mạng cũng đều xả thí. Huống nữa là tài sản, vợ con, trai gái mà không bố thí ư. Vì sao, này Xá Lợi Phất, tác bà nhã là gì? Đó là đại Bồ Tát khi thực hành hạnh Bồ Tát đối với tự thân tất cả đều xả. Vì nghĩa đó cho nên được bồ đề gọi là nhất thiết trí. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, hai là Bồ Tát tại gia hay xuất gia. Nếu an trụ luật nghi giới thanh tịnh, giá như vì mạng sống đi chăng nữa cũng không hủy phạm tịnh giới học xứ, luôn trì luật nghi, cốt yếu là đem công đức hồi hướng, tất cả hữu tình, thành chánh đẳng chánh giác. Xin đại hoan nghỉ, ta là người trì giới, đối với tịnh giới luật nghi sinh lòng hâm mộ sâu xa, ngày đêm chuyên tu phạm hạnh an lạc, Phật pháp hiện tiền cùng với lý tương ưng, được quán thật tướng. Vì trụ quán thật tướng cho nên được sức nhẫn sâu xa, do được sức nhẫn thầm thâm cho nên được chánh kiến, do được chánh kiến cho nên tu hành chân chánh, do tu hành chân chánh cho nên nhàm chán ba cõi, do nhàm chán ba cõi cho nên sinh sợ hãi, do sợ hãi cho nên cầu xuất ly, do thấy được xuất ly cho nên nghĩ như vậy. Ta đã có những khổ não như vậy thì tất cả hữu tình cũng thế, nên vì các hữu tình mà mang vác gánh nặng, khiến cho họ được an lạc rốt ráo. Khi quan sát như vậy, liền được đại bi, đã trụ đại bi, lại phát tinh tấn, cũng như cứu lửa cháy đầu, không đợi tinh tấn, thì có thể được trí tác bà nhã. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, ba là Bồ Tát nên mặc giáp trụ nhẫn nhục, xa lìa kiêu mạn, được nhẫn lực lớn. Nếu gặp phải sự mạ nhục, đánh đập thì thành tựu nhẫn nhục không sinh sân hận. Lại nghĩ như vậy, ví như có người cầm gậy như núi Tô Mê Lư đến đánh đập chửi bới ta suốt cả ức kiếp, nhưng ta không khởi tâm sân hận. Vì sao? Vì các hữu tình ấy chưa học Phật, mà ta lại muốn học Phật Bồ Tát. Vì thế cho nên họ có chửi đánh ta,
thì ta mới có thể tăng trưởng đại bi. Ta nên vì hữu tình ấy mà mặc giáp trụ thệ nguyện, giúp thủ hữu tình, khiến được giải thoát lìa xa sinh tử. Nhập vào niết bàn vì thế, ta nay không nên sân hận. Nếu mặc áo giáp trụ nhẫn nhục như vậy thì có thể được 10 thứ thành tựu. 1. Thành tựu dòng họ. 2. Thành tựu tài sản. 3. Thành tựu quyến thuộc. 4. Thành tựu sắc tướng. 5. Thành tựu xả thí. 6. Thành tựu bạn tốt. 7. Thành tựu được nghe chánh pháp. 8. Thành tựu như lý thuyết tu hành. 9. Khi sắp lâm chung, được thấy phụng sự chư Phật. 10. Đã thấy Phật rồi, thành tựu lòng tin thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, đây là 10 thứ thành tựu của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, 4 là Bồ Tát phát đại tinh tấn kiên cố, cốt yếu là thành tựu thiện pháp, mặc giáp tinh tấn như vậy. Lại suy nghĩ, ta vì mỗi mỗi hữu tình mà suốt đời, suốt tận đời vị lai. Ở trong sinh tử lần lượt tu hành các hạnh tinh tấn không biết mệt mỏi, chính là vì tất cả hữu tình mà nhiều kiếp lưu chuyển sinh tử phát tinh tấn này, không bỏ hữu tình. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát đem bảy báu đầy cả trong 10 phương hằng hà sa số thế giới, trong mỗi niệm dân cúng Thế Tôn, cứ cúng liên tục như vậy suốt tận đời vị lai, nếu có Bồ Tát với lòng vui tăng trưởng trụ tâm đại bi, với tâm như vậy mặc giáp tinh tấn, công đức của Bồ Tát này nhiều hơn Bồ Tát kia. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu đầy đủ tinh tấn thì được 10 thứ công đức. 1. Lìa hạnh ngu phàm phu. 2. Nhiếp thủ hạnh Phật. 3. Ở trong sinh tử khởi tưởng nhàm chán tội lỗi. 4. Nhiếp thủ đại bi. 5. Nguyện xưa không thoái chuyển. 6. Ít có tật bệnh. 7. Không trái chư Phật trong quát ba trong ba cõi. 8. Ít dâm dục sân hận si mê. 9. Tùy theo những gì đã nghe như danh, cú, văn, thảy đều thông đạt. 10. Tu hành thành tựu. Này Xá Lợi Phất, ngươi phát tinh tấn được 10 thứ công đức như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, năm là Bồ Tát nhớ nghĩ chư Phật Thế Tôn. Do tâm nhớ nghĩ này, cho nên được chuyên chú, quán các đức Như Lai, thường hằng tịch tỉnh, ý niệm được thành tựu, lại suy nghĩ như vậy. Ta nên thực hành hạnh Như Lai, nếu tâm tán loạn, thất niệm thì không được thù thắng. Điều mà gọi là Phật trí thì nên xả tâm sở, giúp thọ tất cả vật, xả luôn tất cả lợi dưỡng, cung kính, làng xóm, thành ấp, ăn uống, sinh sống và các thân hữu. Vì muốn lợi ích các hữu tình, nên không bỏ hữu tình, thích a lan nhã ở chỗ vắng lặng, sống một mình không bè bạn, như con tê giác một sừng. Bồ Tát ở a lan nhã vắng lặng khởi tâm đại bi, lúc đầu khắp một phương, hai, ba, bốn phương, cho đến 10 phương khắp cả hữu tình, trụ vào tâm từ. Trụ được như vậy mới gọi là thiền na. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát đem tất cả nhạc cụ cúng dường hằng hà chư Phật, tỳ kheo tăng cùng các quyến thuộc đã qua hằng hà xa kiếp. Nếu có Bồ Tát xuất gia cầu vắng lặng đến nơi A Lan Nhã, bước đi bảy bước, thì phước của người này nhiều hơn người kia. Vì sao? Vì mau chóng được đại Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, thích chỗ vắng lặng trụ vào thiền na, thì được 10 thứ công đức. 1. Được niệm. 2. Được tuệ. 3. Được tu hành chân chánh. 4. Chí kiên cố, dũng mãnh. 5. Biện tài lanh lệ. 6. Được đà la ni. 7. Ở trong sinh tử mà được thiện xảo. 8. Đối với giới, uẩn, xứ, không có lay động. 9. Được chư thiên phụng sự. 10. Đối với sự giàu có của người khác không có tham muốn. Này Xá Lợi Phất, người ở chùa vắng lặng trụ vào thiền na được 10 thứ công đức như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, 6 là Bồ Tát phải biết rõ tuệ có từ đâu mà nghĩ như vậy. Tuệ sinh ra từ đâu? Là từ tịnh giới luật nghi mà sinh. Tuệ này có khả năng khiến tất cả bạch pháp tăng trưởng. Vì thế Bồ Tát nên hợp trí tuệ của tất cả thế gian như công xảo, chú thuật, y phương khó làm, khó thành, thể đều học hết. Như vậy rồi lại suy nghĩ, tuệ này không thể chứng nhập ly dục tịch diệt, là cũng không thể hướng đến thần thông và chánh giác, không phải hướng đến sa môn bà la môn niết bàn. Vì thế ta nay nên cầu hết pháp dược công xảo, nhờ tuệ này khiến cho ta được tịch diệt rốt ráo. Nhưng Bồ Tát ấy cầu các pháp
vốn không thấy một pháp nhỏ nào mà có thể khởi pháp. Do không thấy cho nên trụ tịch diệt, do trụ tịch diệt cho nên không bị nhiệt não, do không nhiệt não cho nên biết rõ sinh tử, vì các hữu tình mà làm lợi ích, khiến các hữu tình dứt trừ các khổ. Nay Xá Lợi Phất, đây là Bồ Tát nếu thành tựu sáu pháp thì đại nguyện không thoái, tùy ý vui được quả Phật thanh tịnh. Lại nữa, nay Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu bảy pháp, đại nguyện không thoái chuyển, tùy ý vui được quả Phật thanh tịnh. Một, tất cả sở hữu của mình thể đều xả, vật được xả ra đó cũng không thể được. Hai, giới không khiếm khuyết, cũng không suy nghĩ giới. Ba, nhu hòa nhẫn nhục hữu tình không thể được. Bốn, phát khởi tinh tấn đối với thân khẩu ý không thể được. Năm, thành tựu tỉnh lự không trụ tỉnh lự. Sáu, trí tuệ viên mãn không có phân biệt. Bảy, tùy niệm chư Phật xa lìa tướng. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu thành tựu bảy pháp như vậy thì đại nguyện không thoái chuyển, được các thứ trang nghiêm, tất cả cõi Phật thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, người thành tựu tám pháp đại nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh. Một, tâm không tật đố. Hai, thí các món trang nghiêm. Ba, tâm rộng lớn. Bốn, tôn kính pháp sư. Năm, sống không tà mạng. Sáu, bố thí bình đẳng. Bảy, không tự cao khoe khoang. Tám, không khinh miệt người khác. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu tám pháp này, đại nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu thành tựu chín pháp thì đại nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh. Một, thân đầy đủ luật nghi. Hai, ngữ đầy đủ luật nghi. Ba, ý đầy đủ luật nghi. Bốn, làm cho tham dục bị suy tàn. Năm, làm cho sân nhuế bị suy tàn. Sáu, làm cho ngu si bị suy tàn. Bảy, không hành khi chối. Tám, làm bạn tốt keo sơn. Chín, không khinh mạng bạn tốt. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nên thành tựu được chính pháp như vậy thì đại nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát thành tựu mười pháp thì nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý muốn được cõi Phật thanh tịnh. Một là khi Bồ Tát đem hoa đẹp đến chỗ Như Lai hoặc tháp để cúng dường, lại phát nguyện như sắc hương thù thắng của hoa đẹp này làm cho người thấy sinh vui thích. Khi con thành Phật, khiến trong cõi của con có đủ loại hoa đẹp mọc khắp trên đất và các cây báu mọc xung quanh, cho đến hương đốt, hương bột, hương xoa, y phục, đồ ăn, thức uống, tràn phan, bảo cái, kim ngân, lưu ly, chân châu, sa cừ, san hô, dùng để cúng dường. Cũng đến như vậy, hồi hướng công đức trang nghiêm cõi Phật, Bồ Tát nên trụ luật nghi thanh tịnh. Nếu người trụ giới thì tùy theo tâm nguyện đều được thành tựu. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, hai là khi Bồ Tát quán sát, tự tọa lạc nên nguyện rằng, mong sao người khác cũng tọa lạc như vậy. Thế nên khi Bồ Tát thành chánh giác, các hữu tình trong cõi Phật ấy hoàn toàn hướng đến an lạc. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, ba là Bồ Tát không nói ra những lời không vui đối với người khác, thường nói những lời thiện xảo. Khi nguyện như vậy được Bồ Đề trong cõi con, khi các hữu tình không nghe đến những lời không vui, thường khi được nghe lời vừa ý. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, bốn là Bồ Tát thường khuyến khích hữu tình tu mười thiện nghiệp đạo, tất cả thiện căn cùng với các hữu tình hồi hướng trí tác bài nhã, khi chứng Bồ Đề trong cõi Phật con đều khiến thành tựu mười thiện nghiệp đạo. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, năm là Bồ Tát tùy theo chỗ đến mà mắt được chứng kiến khuyến khích tất cả hữu tình, trai, gái, đồng nam, đồng nữ đều tu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dứt khoát không tán dương quả nhị thừa. Thế nên, khi Bồ Tát được Bồ Đề, hữu tình trong cõi Phật ấy tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, xa lệ ý thanh văn duyên giác, cõi Phật thanh tịnh như vậy, các chúng Bồ Tát đầy cả trong cõi ấy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, xấu là Bồ Tát đối với lợi dưỡng của người khác không có ngăn chặn, thấy người khác được lợi, luôn sinh hoan hỷ. Thế nên, khi Bồ Tát được Bồ Đề, các hữu tình trong cõi Phật ấy, tọa dụng của cải không bao giờ hết, lại còn được ánh sáng đại pháp như vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, bảy là Bồ Tát, nếu thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni,
Có phạm tội thì dứt khoát không nêu ra, mà chỉ tự an trụ trong chánh pháp. Thế nên khi Bồ Tát chứng Bồ Đề, trong cõi Phật ấy, tất cả không có tiếng lỗi lầm. Vì sao vì đại chúng ấy thanh tịnh không có lỗi lầm? Lại nữa này, Xá Lợi Phất, tám là Bồ Tát không mộ pháp, cầu pháp không có nhiệt não. Một khi đã nghe được pháp rồi thì thẳng tiến tu hành. Lúc chứng Bồ Đề, hữu tình trong cõi Phật ấy hâm mộ pháp không có nhiệt não, như pháp đã được nghe, tùy thuận tu hành. Lại nữa này, Xá Lợi Phất, chính là Bồ Tát dùng các thứ âm nhạc như thương, khư, trống, sừng, đàn, sáo, dân cúng, tháp Phật, đem thiện căn này hồi hướng trang nghiêm cõi Phật thành tựu. Vì thế, khi Bồ Tát chứng Bồ Đề, trong cõi Phật ấy trăm ngàn âm nhạc không trỗi tự kêu. Lại nữa này, Xá Lợi Phất, mười là Bồ Tát nếu thấy hữu tình, thất niệm, thiền nguyện, khiến cho chúng được chánh niệm. Vì thế nên khi Bồ Tát chứng Bồ Đề, tất cả hữu tình trong cõi Phật ấy được thiền duyệt thực. Này Xá Lợi Phất, cõi Phật đầy đủ công đức như vậy, giả sử Như Lai đem biện tài để nói, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp cũng không hết được. Nhưng này ta tùy theo sự mong muốn của các Bồ Tát mà lược nói như vậy, khiến cho người ý vui tăng thượng, nghe rồi mà hướng đến sẽ được đầy đủ công đức ở cõi Phật. Lại nữa này, Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu ba pháp, mau chóng thành chánh đẳng chánh giác, sau cầu cõi Phật đều được thành tựu. Một, sống không buông lung. Hai, đã nghe pháp rồi, khởi lên sự tu hành chân chánh. Ba, phát đại nguyện thù thắng. Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát thành tựu ba pháp, thì mau thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tùy theo ý muốn cõi Phật thành thanh tịnh, đều được viên mãn. Khi ấy tỳ kheo Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật hy hữu Như Lai khéo nói pháp này. Đức Thế Tôn do trụ không buông lung, cho nên được tất cả pháp phần Bồ Đề, trụ tu hành chân chánh được đại Bồ Đề, đem đại nguyện thù thắng để thành tựu cõi Phật. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: đúng vậy, thật đúng như lời ông nói. Do không buông lung cho nên được pháp phần Bồ Đề, do trụ tu hành chân chánh cho nên được đại Bồ Đề, do phát đại nguyện thù thắng cho nên được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ. Xá Lợi Phất: do thuở xưa ta nương vào nguyện thù thắng cho nên mới được thành tựu quốc độ như vậy. Này Xá Lợi Phất, do thuở xưa ta không buông lung cho nên bản nguyện được viên mãn, do tu hành chân chánh cho nên được đại Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, nếu chỉ nói suông mà không tu hành thì không thể đến được địa vị thanh văn, huống là được vô thượng Bồ Đề. Thế nên này Xá Lợi Phất, Bồ Tát cốt yếu là nên nói lời chân thật, như lý thuyết tu hành đối với học xứ thì nên học như vậy. Khi ấy trong hội, bốn vạn Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng lên Phật, khép miệng cùng lời bạch rằng: Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói học xứ của Bồ Tát, con nên theo học, trụ không buông lung, tu hành thành tựu. Đại nguyện trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh được viên mãn, hành như vậy con sẽ thực hành. Nếu các Bồ Tát tùy thuận theo sở nguyện ấy, cho con nguyện cũng sẽ đầy đủ. Khi ấy Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ, thấy vậy Xá Lợi Phất thưa: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì Thế Tôn mỉm cười? Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, ông có thấy các thiện nam tử này rống tiếng rống sư tử không? Xá Lợi Phất thưa: Dạ vâng, con đã thấy. Đức Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử này quá trăm ngàn kiếp, mỗi mỗi đều làm lợi ích khác nhau, đồng chứng chánh đẳng chánh giác cùng một hiệu là nguyện trang nghiêm, cũng như đương lai sư tử Phật, cõi ấy thanh tịnh, cùng với cõi vô lượng thọ Như Lai không tăng không giảm, chỉ trừ tuổi thọ. Xá Lợi Phất thưa: Tuổi thọ của các Như Lai ấy là bao nhiêu? Đức Phật dạy: Mỗi mỗi Đức Phật ấy đều thọ 10 kiếp. Lúc đó Bồ Tát Sư Tử dùng mảnh lôi âm từ chỗ ngồi đứng dậy, bay vai phải, quay phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này được chư Phật Như Lai khen ngợi. Vậy còn bao lâu nữa Văn Thù Sư Lợi mới chứng vô thượng Bồ Đề, và cõi Phật ấy sẽ như thế nào? Đức Phật bảo Bồ Tát dũng mãnh lôi âm: Này thiện nam, việc đó ông nên hỏi đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát dũng mãnh lôi âm hỏi Văn Thù Sư Lợi: Đến khi nào Bồ Tát mới thành chánh đẳng giác? Văn Thù Sư Lợi đáp:
Này Thiện Nam, sao Thiện Nam không hỏi rằng ta trụ chánh đẳng chánh giác, mà lại hỏi ta thành chánh giác? Vì sao? Vì ta đối với Bồ Đề còn không trụ, thì làm sao khiến ta chứng Bồ Đề? Pháp Bồ Đề không trụ, không chứng, thì ta làm sao có sự chứng trụ? Sư tử Dũng Mãnh hỏi Văn Thù Sư Lợi, lẽ nào Bồ Tát không vì tất cả hữu tình mà chứng Bồ Đề ư? Văn Thù đáp, không, này Thiện Nam. Vì sao? Vì hữu tình không thể được. Nếu hữu tình có thể được, thì ta sẽ vì các hữu tình mà chứng Bồ Đề và trụ Bồ Đề. Thọ mạng của hữu tình và Bồ Đắc Già La đều không có sở hữu. Vì thế, ta nay không trụ Bồ Đề cũng không thoái chuyển. Sư tử Dũng Mãnh hỏi Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát không trụ Pháp Phật ư? Văn Thù đáp, ta không trụ, này Thiện Nam, tất cả Pháp trụ vào Pháp Phật, tất cả Pháp vô lậu, vô tế, vô tướng, vô hình. Thế nên Đức Phật trụ vào như như, tất cả các Pháp mà Đức Phật trụ cũng là như vậy. Sư tử Dũng Mãnh lại hỏi, theo như Bồ Tát nói, ta không trụ Pháp Phật, nay tôi hỏi nghĩa này, xin vì tôi mà nói. Văn Thù Sư Lợi nói, này Thiện Nam, ý ông nghĩ sao? Vì sắc mà cầu Bồ Đề ư? Vì sắc bản tánh mà cầu Bồ Đề ư? Vì sắc như như? Vì sắc tự tánh? Vì sắc không tánh? Vì sắc viễn ly? Vì sắc pháp tánh mà cầu Bồ Đề ư? Này Thiện Nam, ý ông nghĩ sao? Nếu sắc là Bồ Đề thì sắc đâu chứng Bồ Đề? Sắc bản tánh, sắc như như, sắc tự tánh, sắc không tánh, sắc viễn ly, sắc pháp tánh chứng Bồ Đề ư? Sư tử Dũng Mãnh đáp, không chứng, thưa Văn Thù Sư Lợi, sắc không cầu Bồ Đề. Bồ Đề không sắc, bản tánh không sắc, như như không sắc, tự tánh không sắc, không tánh không sắc, viễn ly không sắc, pháp tánh không sắc, mà chứng Bồ Đề. Nói rộng ra cho đến sắc pháp tánh cũng không chứng Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi hỏi, Thiện Nam, ý ông nghĩ sao? Thọ tưởng hành thức cầu Bồ Đề ư? Thọ tưởng hành thức chứng Bồ Đề ư? Cho đến thức pháp tánh chứng Bồ Đề ư? Sư tử Dũng Mãnh đáp, không, thưa Văn Thù Sư Lợi, thọ tưởng hành thức không cầu Bồ Đề, không chứng Bồ Đề, cho đến thức pháp không cầu Bồ Đề, không chứng Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi hỏi, này Thiện Nam, ý ông nghĩ sao? Lìa đối với năm uẩn có ngã, ngã sở hiện diện không? Sư tử Dũng Mãnh đáp, không, Văn Thù Sư Lợi hỏi. Này Thiện Nam, thế nào là hai pháp mà chứng Bồ Đề? Sư tử Dũng Mãnh đáp, Bồ Tát mới phát tâm nghe lời như vậy, đối với Văn Thù Sư Lợi đều sinh kinh sợ và cho rằng lời của Văn Thù Sư Lợi là định lượng. Cho nên các Bồ Tát này mới hỏi rằng, ta không cầu Bồ Đề, không chứng Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi nói, này Thiện Nam, tất cả các pháp không có kinh sợ, trong thực tế cũng không kinh sợ. Đức Phật vì người không kinh sợ mà nói pháp. Nếu người kinh sợ thì sinh ra chán nản. Nếu sinh chán nản thì lìa dục, nếu lìa dục thì giải thoát. Nếu giải thoát thì không có Bồ Đề, nếu không có Bồ Đề thì không đắm trước, nếu không đắm trước thì không đến, nếu không đến thì không đi, nếu không đi thì không nguyện cầu, nếu không nguyện cầu thì không sợ cầu. Nếu không sợ cầu thì không thoái chuyển, nếu không thoái chuyển thì từ đâu mà thoái chuyển? Từ ngã chấp mà thoát mà thoái ư? Từ hữu tình, thọ mạng và Bồ Đắc Già La, hoặc đoạn hoặc thường, giữ tướng phân biệt mà sinh thoái ư? Người ấy đối với thoái chuyển mà không thoái chuyển thì làm sao mà thoái? Từ không tánh, không tướng, không nguyện, thực tế và các pháp Phật mà thoái chuyển ư? Từ pháp Phật nào mà thoái chuyển? Là không lìa pháp Phật, không rốt ráo pháp Phật, không chỗ quán, không chỗ ra vào, không sở hành, cũng không biểu thị, chỉ có tên gọi không, không sinh, không diệt, không đến, không đi, xa lìa thanh tịnh tạp nhiễm, không trần, ly trần, không bình đẳng, xa lìa tác ý, vô tận, không chấp trước, không bình đẳng, không phải không bình đẳng, đây là pháp Phật. Này Thiện Nam, tất cả pháp Phật đều là không pháp. Vì sao? Vì không thể được. Nếu pháp Phật sinh như vậy thì Bồ Tát mới phát tâm. Nghe vậy rồi, tâm sinh kinh sợ, mau chứng Bồ Đề. Nếu không kinh sợ thì không chứng Bồ Đề.
Sư tử dũng mãnh hỏi Văn Thù Sư Lợi. Sa Bồ Tát nói với mật ý như vậy. Văn Thù Sư Lợi đáp là, này Thiện Nam, hoặc kinh sợ hoặc phân biệt, những người ấy đều chứng Bồ Đề, hoặc người phát tâm như vậy, hoặc không phát tâm, đối với chánh giác mà mong cầu, đều chứng Bồ Đề. Lại nữa, người không phát tâm thì không chứng Bồ Đề, cũng không suy nghĩ, tâm Bồ Đề ấy thật không sợ đắc, cũng không phân biệt. Nếu không phân biệt thì không chứng chánh giác, vì nhân duyên gì mà không chứng chánh giác, vì không được Bồ Đề, cũng không chứng Bồ Đề. Vì sao, này Thiện Nam, hư không giới chứng Bồ Đề không? Sư tử dùng mạnh đáp, không chứng. Văn Thù Sư Lợi hỏi, Thiện Nam tử, lẽ nào Như Lai không nói tất cả pháp cùng với hư không ư? Sư tử dùng mạnh đáp, đúng vậy, đúng vậy. Văn Thù Sư Lợi nói, như hư không, Bồ Đề cũng vậy, như Bồ Đề, hư không cũng vậy. Hư không và Bồ Đề không hai, không khác. Nếu Bồ Tát biết bình đẳng như vậy, thì không sợ tri, cũng không bất tri. Khi nói pháp này, 14.000 tỳ kheo hết các hữu lậu, tâm được giải thoát. 12 ức tỳ kheo xa lìa trần cấu, ở trong các pháp được pháp nhãn tịnh. 96.000 hữu tình, từ xưa chưa từng phát tâm vô thượng Bồ Đề, nay đều đã phát. 100.000 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn. Khi ấy Bồ Tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm hỏi Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề cho đến nay được bao lâu rồi? Văn Thù Sư Lợi bảo, thôi thôi, này Thiện Nam, ở trong pháp vô sinh chớ khởi phân biệt. Này Thiện Nam, nếu nói rằng ta phát tâm Bồ Đề, ta hành Bồ Đề, ai nói như vậy là đại tà kiến. Thiện Nam, ta không thấy tâm người kia vì Bồ Đề mà phát, vì tâm ta không thể thấy, cho nên không vì Bồ Đề mà phát tâm. Sư tử dũng mãnh hỏi Văn Thù Sư Lợi, nói vậy nghĩa là gì? Văn Thù Sư Lợi đáp, này Thiện Nam, nếu không có cái thấy, thì gọi là bình đẳng, như vừa rồi đã nói. Sư tử dũng mãnh hỏi Văn Thù Sư Lợi, sao gọi là bình đẳng? Văn Thù Sư Lợi đáp, này Thiện Nam, bình đẳng là không có các tướng, do bình đẳng này cho nên nói tất cả pháp là một vị là nói một tánh là tánh tịch tỉnh, tức là không có tạp nhiễm, cũng không có thanh tịnh. Nói pháp như vậy không đoạn, không thường, không sinh, không diệt, không ngã, không nhiếp thọ, không thủ, không xả. Nói pháp như vậy, nói rồi không có cái để suy nghĩ, cũng không có cái để phân biệt. Này Thiện Nam, trong pháp bình đẳng này khởi trí tu hành, gọi đó là bình đẳng. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát nhập vào pháp tánh như vậy, không thấy khác, không thấy một, gọi đó là bình đẳng. Bình đẳng đó là cái không bình đẳng, trong cái không bình đẳng đó và cái bình đẳng, cả hai xưa nay thanh tịnh. Khi ấy Bồ Tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay Văn Thù Sư Lợi không chịu nói về mình, đối với vô thượng Bồ Đề phát tâm lâu mau, là chúng đều rất muốn nghe Đức Phật dạy. Này Thiện Nam, Văn Thù Sư Lợi là người có sức nhẫn thậm tâm, cho đến cái nhẫn thậm tâm đó cũng không thể được, Bồ Đề cũng không thể được, tâm cũng không thể được, do tâm không thể được cho nên không nói phát tâm lâu mau. Này Thiện Nam, ngươi nên lắng nghe ta sẽ nói. Đồng chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phát tâm Bồ Đề đã lâu, Thiện Nam. Quá khứ rất lâu, quá 70 vạn A Tăng Kỳ, 100.000 hàng hà sa kiếp, lúc đó có Phật hiệu Lôi Âm Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thế nhân sư Phật Thế Tôn, xuất hiện ở thế gian. Ở phương Đông, cách đây quá 72 ức cõi Phật, có thế giới tên là Vô Sinh. Như Lai Lôi Âm nói pháp ở nơi ấy. Các chúng thanh văn có đến 84 ức triệu, các chúng Bồ Tát là nhiều gấp bội, gấp đôi. Này Thiện Nam, lúc đó có vua tên là Hư Không Thất Bảo Cụ Túc, làm vua trong 4 thiên hạ, đem chánh pháp giáo hóa dân chúng, làm pháp luân vương. Này Thiện Nam, Hư Không Vương ấy, ở trong hội của Lôi Âm Như Lai suốt 84.000 năm, đem đủ loại nhạc cụ, y phục, đồ ăn, thức uống, cung điện, đài, quán, nô bộc cung cấp hầu hạ, cung kính cúng dường, thừa sự Lôi Âm Như Lai và đại chúng Bồ Tát Thanh Văn, các thệ nữ, vương tử, đại thần trong thân tộc, chỉ vua
Của vua chỉ có phục vụ cúng dường, ngoài ra không làm việc gì khác. Tuy trải qua 84.000 năm, nhưng không biết mệt mỏi. Sau một thời gian vua ngồi một mình suy nghĩ, ta đã tích tập vô lượng thiện căn. Nay ta đem thiện căn này hồi hướng mong cầu điều gì đây? Là cầu Đế Thích hay Phạm Vương? Là chuyển luân Thánh Vương ư? Là cầu Thanh Văn Duyên Giác ư? Này thiện nam, hư không vương nghĩ như vậy rồi, tức thì trong hư không chư thiên bảo, thôi thôi đại vương chớ khởi tâm hạ liệt như vậy. Vì sao? Vì đại vương đã tích tập phước tu rất nhiều, đại vương nên phát tâm vô thượng bồ đề. Này thiện nam, hư không vương nghe như vậy rồi, hoan hỷ nghĩ rằng, này ta đối với việc này nhất định không còn thoái chuyển. Vì sao vị chư thiên biết được tâm ta mà đến mách bảo? Này thiện nam, lúc đó hư không vương liền cùng 80 ức triệu trăm ngàn hữu tình đến chỗ Lôi Âm Như Lai, đảnh lễ sát hai chân, nhìn quanh bên phải 7 vòng rồi lui ngồi một bên. Lại nữa này thiện nam, hư không vương lại hướng đến Lôi Âm Như Lai chắp tay nói kệ rằng, con hỏi pháp tối thắng, cuối sinh nhân trung nói, làm sao được tối thắng, trượng phu nhân trung tôn, ở trước Đức Thế Tôn, con cúng dường rộng lớn, vì tâm không chỗ nương, chưa từng phát hồi hướng. Một mình ngồi suy nghĩ, một duyên buộc tâm này, đã tạo phước rộng lớn, hồi hướng như thế nào? Là cầu làm thích phạm, hay là chuyển luân vương, hoặc là cầu thanh văn, cho đến cầu duyên giác? Trong lòng nghĩ như vậy, chư thiên đến bảo con, nếu phát tâm hạ liệt, phước ấy sẽ tổn hoại. Đại vương phát thắng nguyện, làm lợi ích hữu tình, vì muốn độ thế gian nên phát tâm bồ đề. Con hỏi bậc biến giác, trong các pháp tự tại, làm sao phát tâm này thành tựu chánh đẳng giác, lấy gì để chứng đắc? Vì con mà chỉ bày, nên khởi niệm bồ đề ngang bằng với Mâu Ni, từ không nghe lời này. Nên con thưa Như Lai, đại vương nay nên biết, ta sẽ lần lượt nói các pháp thuộc nhân duyên. Lạc dục là căn bản, như kia đã nguyện cầu, được quả cũng như vậy. Ta ở đời quá khứ, cũng từng phát tâm này, lợi ích các hữu tình. Phát nguyện thù thắng này, do nguyện thù thắng ấy, nên được quả thù thắng. Ta chứng đại bồ đề, đầy đủ nguyện thù thắng. Đại vương nên dũng mãnh, hãy phát tâm như vậy, thực hành diệu hạnh này, nhất định thành chánh giác. Nghe Phật dạy như vậy, vua ấy rất hoan hỷ. Róm tiếng róm sư tử, thế gian đều chấn động. Từ lúc mới phát tâm, cho đến tận sinh tử, lợi ích các hữu tình, con hành hạnh vô biên. Ở trước giữa đại chúng, con phát tâm bồ đề, thệ độ các quần sinh, đều lìa hết các khổ. Nguyện từ đây về sau, nếu con có nhiễm ô, tâm sân nhuế tật đố, và ngã mạn tham ái, là khi dối mười phương, và chư Phật hiện tại, từ đây mãi về sau, cho đến chứng bồ đề, thề tu hành phạm hạnh, con xả tội tham dục, theo Phật mà tu học, tịnh giới nhu hòa nhẫn, không đem tâm hấp tấp, chóng mong thành chánh giác. Con suốt đời vị lai, đối với mỗi hữu tình, thánh tịnh nơi cõi Phật, vô lượng chẳng nghĩ bàn, xưng dương danh hiệu ấy, vang khắp mười phương cõi. Con nay tự thọ ký, thành Phật không còn nghi, đối trước bậc đạo sư, ý nghiệp con thanh tịnh, và thân nghiệp thanh tịnh, cho đến cõi ngữ nghiệp, thảy đều khiến thanh tịnh, không nên khởi bất thiện, con đem hạnh chân thật, thành Phật lợi thế gian. Do lời thành thật này, đất sáu cách chấn động, nếu con nói không thật, bốn đại sẽ dời đổi, vì con nói thành thật, nên có các âm nhạc, trỗi lên từ hư không. Con thành thật không kêu, cũng không các kết sử. Do sự thành thật này, nguyện mưa hoa trời đẹp, do nói không vọng ngữ, nên cảnh giác chân thật, khắp mười phương vô lượng, ức cõi đều chấn động, sát na trong hư không, âm nhạc đều trỗi lên, mưa hoa mạn đà đẹp, cao bảy núi mê lô, 20 muôn ức người, theo học nơi vua ấy, đều phát tiếng vi diệu. Chúng tôi sẽ thành Phật như 20 muôn ức, ai nấy cũng như vậy, học vua cầu chánh giác.
Này Thiện Nam, hư không vương tọa đó chẳng ai đâu khác, đó chính là đồng chân Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi. Đồng chân Bồ Tát lúc đó là hư không vương, trải qua 70 vạn A Tăng Kỳ, trăm ngàn hằng hà sa kiếp, phát tâm Bồ Đề trước nhất. Lại qua 60 hằng hà sa kiếp, được vô sinh pháp nhẫn, từ đó về sau đầy đủ 10 địa, viên mãn 10 lực và cũng trọn địa của tất cả Như Lai. Hoàng bị tất cả pháp Phật chưa từng khởi một niệm như vậy, ta chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa này Thiện Nam, 20 ức người thuở đó cùng với hư không vương ở chỗ lôi âm Như Lai phát tâm Bồ Đề đều đã chứng vô thượng Bồ Đề, chuyển pháp luân không toái, vì A Tăng Kỳ hữu tình mà làm Phật sự. Làm Phật sự rồi như Phật Niết Bàn mà nhập Bát Niết Bàn. Những vị ấy đều là từ Văn Thù Xứ Lợi khuyến phát, đối với tí, giới, nhẫn, tấn, định và tuệ, đều lần lượt thừa sự. Những vị ấy thể đều hộ trì giáo pháp của chư Phật, chỉ trừ một Đức Phật ở tại phương giới, qua 40 hằng hà xa cõi Phật. Thế giới ấy tên là Địa, Phật hiệu là Địa Thiên, thọ mạng vô lượng hiện đang trụ thế, được vô lượng chúng thanh văn vây quanh. Khi Phật nói về việc thuở xưa của Văn Thù Xứ Lợi, trong chúng 7.000 hữu tình đều phát tâm vô thượng chánh đẳng Đại Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Thánh Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, quyển trung hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.